Chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những vấn đề liên quan đến kiến trúc và xây dựng nhà ở. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề chính là tránh ngay hơn 20 lỗi sai nghiêm trọng về phong thủy nhà ở. Trước khi tìm hiểu chủ đề ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôn. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Hotline chúng tôi là 092-774-8888, 092-556-4444. Hiện tại, chúng tôi đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hòa Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể ghé đến trực tiếp trụ sở chúng tôi, gặp gỡ và trao đổi với kiến trúc sư. Hoặc là quý vị cũng có thể ấn vào một nhận tư vấn làm nhà trên website của mathhomegroup.vn. Sau đó rồi chọn vào một mục giống như là quý vị muốn xây nhà trọn gói, thiết kế nhà, thi công hoàn thiện nhà, thi công phần thô, nhập mô tả nhu cầu quý vị vào và nhập số điện thoại vào. Nhân viên chúng tôi nhận thông tin này sẽ chủ động liên hệ với quý vị. Trở lại chủ đề chúng ta ngày hôm nay là tránh ngay hơn 20 lỗi sai nghiêm trọng về phong thủy nhà ở. Thật sự thì phong thủy luôn là vấn đề rất là được nhiều gia chủ quan tâm nha quý vị. Đặc biệt là với những ai mà kiểu như là gia đình mà có kinh doanh, có những công việc kinh doanh cần phải lựa chọn liên quan đến phong thủy để có thể giúp cho công việc kinh doanh có thể trở nên thuận lợi phát đạt hơn, thì người ta sẽ càng quan tâm về vấn đề phong thủy nhà ở nữa. Cho nên là với những cái lỗi này thì quý vị nên tham khảo thật là kỹ để xem đó chính là ngôi nhà của mình có thể là chuẩn bị xây chẳng hạn, hoặc là đã xây rồi mà nó có những cái lỗi này thì chúng ta sẽ hóa giải như thế nào. Chúng ta cũng sẽ tư vấn rất là cụ thể trong video ngày hôm nay. Thì bởi vì ở đây đến hơn 20 lỗi sai nha quý vị, cho nên là tôi sẽ chia ra thành 2 video. Thì ở những video đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái lỗi đầu tiên nhé. Đầu tiên đó chính là hai lỗi phong thủy về vị trí nhà ở. Nhà ở lệch tâm phạm và thấp hơn mặt đường là hai lỗi phong thủy phổ biến mà gia chủ cần tránh. Thì nhà ở, đầu tiên ta sẽ tìm hiểu về nhà ở lệch tâm phạm. Ngôi nhà có tâm lệch về phía bên phải sẽ phạm vị trí bạch hổ, là ngọn đồi hay núi phía tây phải ngôi nhà, thánh thú cai quản phương Tây. Trong khi tâm lệch về phía bên trái sẽ phạm vị trí thanh long, là ngọn núi hay đồi phía tây trái ngôi nhà, thánh thú cai quản phương Đông. Điều này làm chênh lệch âm dư trong ngôi nhà, từ đó các thành viên gia đình hay gặp phải nhiều vấn đề không mong muốn. Vậy cách hóa giải là như thế nào? Nếu muốn giải quyết vấn đề này, gia chủ có thể lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng buổi tối để xung lực từ phía đối diện bị giảm xuống, chi tiết như sau. Nếu tâm ngôi nhà bị chệch về phía bạch hổ, chủ nhà nên bố trí hệ thống đèn tại phía bên trái của căn nhà. Ngược lại, nếu tâm ngôi nhà bị lệch phía thanh long, gia chủ nên bố trí hệ thống đèn chiếu sáng ở phía bên phải của ngôi nhà. Khi cải thiện lỗi phong thủy vị trí nhà, gia chủ cũng nên kiểm tra về hướng nhà có hợp tuổi hay không, đảm bảo yếu tố phong thủy nhà ở theo tuổi sẽ mang lại cho chủ nhà năng lượng tích cực ở nhiều phương diện như mối quan hệ gia đình, sự nghiệp, sức khỏe, tài lộc v.v. mà chủ nhà rất nên lưu ý. Đó là lỗi đầu tiên là nhà ở lệch tâm phạm, tiếp theo lỗi số 2 là nhà ở thấp hơn mặt đường. Ngôi nhà thấp hơn mặt đường sẽ có thể gây ảnh hưởng đến vận khí đi lên, từ đó gia chủ, gia đình sẽ thường xuyên gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Vậy cách hóa giải như thế nào? Chúng ta có thể xây thêm các bậc tam cấp trước nhà, xây cổng nhà cao hơn để gia tăng năng lượng tích cực ngôi nhà. Gia chủ có thể xem xét việc xây dựng các bậc tam cấp phía trước nhà và xây cổng nhà cao hơn. Bố trí các chậu hoa giữ lối đi. Gia chủ có thể đặt các chậu hoa giữ lối đi từ cổng vào nhà, tạo ra rào cản và ngăn chặn khí hung vào nhà. Đó là về những cái lỗi liên quan đến cái vị trí nhà nha quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến một số 2 lớn, đó chính là 3 lỗi phong thủy về cửa chính. Cửa chính bị ẩn thông với cửa sau, ban công, đối diện cầu thang, nhà vệ sinh, cửa bếp, phòng ngủ là những lỗi phong thủy mà gia chủ nên tránh. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cửa chính bị ẩn. Cửa chính bị ẩn tức là khi đứng ở phía ngoài ngôi nhà, người khác sẽ không dễ dàng nhìn thấy vị trí của cửa chính. Điều này có thể gây khó khăn cho gia chủ trong việc thu hút năng lượng tích cực, may mắn trong cuộc sống. Cách hóa giải như thế nào? Chúng ta có thể lắp thêm biển báo số nhà. Gia chủ cần đảm bảo rằng biển báo số nhà được lắp đặt một cách rõ ràng để người khác dễ dàng nhìn thấy cũng như nhận biết cửa chính. Loại bỏ chướng ngại vật. Gia chủ xem xét và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào như là cây to, cỏ dại, hàng rào v.v. xung quanh khu vực cửa chính. Thay đổi lại cảnh quan trước cửa chính. Gia chủ có thể tạo điểm nhấn và làm nổi bật vị trí cửa chính bằng cách sử dụng các vật trang trí như cây cảnh, đèn chiếu sáng, v.v. Lỗi tiếp theo là cửa chính thông với cửa sau, ban công.
Việc cứ chính thông với cửa sâu và ban công sẽ tạo ra hiện tượng xuyên tâm sát. Điều này làm mất đi sự tích lũy của nguồn sinh khí tốt trong ngôi nhà, gây thiệt hại cho tài lộc của gia đình. Cách hóa giải như sau, chúng ta có thể sử dụng vách bình phong. Để ngăn chặn nguồn sinh khí thoát qua cửa sâu, gia chủ có thể đặt vách ngăn hoặc bình phong ở giữa cửa chính và cửa sâu. Treo quả cầu pha lê phong thủy. Treo một quả cầu pha lê phong thủy giữa hai cửa sẽ làm khuếch tán nguồn sinh khí từ cửa chính vào các nơi khác trong ngôi nhà. Một lỗi của cửa nữa mà chúng ta phải lưu ý đó chính là cửa chính đối diện cầu thang, nhà vệ sinh, cửa bếp và cửa phòng ngủ. Khi cửa chính đối diện với cầu thang, nhà vệ sinh, cửa bếp và cửa phòng ngủ sẽ ảnh hưởng đến nguồn tài chính của gia đình, tiền bạc, tài sản dễ bị thất thoát. Cách hóa giải như sau, quý vị có thể đặt vật trang trí bên cạnh cầu thang, bố trí những đồ vật như các tác phẩm nghệ thuật, bình hoa, v.v. bên cạnh cầu thang giúp tạo điểm nhấn cho không gian cũng như giảm thiểu việc thất thoát sinh khí và tiền bạc. Bố trí vách ngăn, bình phong hoặc rèm cửa. Gia chủ có thể đặt vách ngăn, bình phong, rèm cửa giữa các cửa chính và các không gian khác gồm cầu thang, nhà vệ sinh, cửa bếp và cửa phòng ngủ. Điều này giúp tạo ra sự tách biệt, giảm năng lượng tiêu cực giữa các không gian. Đó là một số lỗi phong thủy liên quan đến cửa ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến một số 3, đó chính là 3 lỗi phong thủy về cầu thang. Khi xây dựng cầu thang, gia chủ nên tránh đặt cầu thang ở trung tâm nhà, cầu thang ở đầu hành lang tầng 1, cuối hành lang tầng 2-3, cầu thang phía sau nhà. Thì ta sẽ đến lỗi đầu tiên là đặt cầu thang ở chính giữa ngôi nhà. Đặt cầu thang ở chính giữa ngôi nhà có thể gây mất cân bằng vượng khí và mang đến những nguồn năng lượng tiêu cực đến ngôi nhà. Trong thời gian dài, việc này sẽ dẫn đến sự bất hòa trong gia đình, tiền bạc tiêu tán, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Cách hóa giải, chúng ta bố trí vách ngăn. Gia chủ có thể đặt vách ngăn được làm từ gỗ, thạch cao ở giữa cầu thang và các không gian khác để ngăn chặn nguồn năng lượng xấu từ cầu thang. Bố trí rèm cửa, bình phong và chậu cây xanh. Nếu gần cầu thang có nhiều cửa sổ, gia chủ có thể bố trí rèm cửa, bình phong hoặc chậu cây xanh, hạn chế sự khuếch tán năng lượng tích cực ra bên ngoài. Cân đối nguồn ánh sáng phía cầu thang. Bằng cách bố trí đèn chiếu sáng theo chiều dọc của lối đi cầu thang, gia chủ có thể tăng cường nguồn sinh khí trong ngôi nhà. Lỗi cầu thang tiếp theo là cầu thang ở đầu hành lang tầng 1, cuối hành lang tầng 2-3. Đặt cầu thang ở đầu hành lang tầng 1 cũng như cuối hành lang tầng 2-3 có thể gây cản trở sự lưu thông sinh khí trong ngôi nhà. Cách hóa giải, gia chủ có thể đặt cầu thang vị trí thông suốt giữa các tầng, tùy vào thiết kế ngôi nhà. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và bảo dưỡng cầu thang khi có sự cố hay hư hỏng xảy ra. Một lỗi tiếp theo là đặt cầu thang phía sau nhà. Thông thường, không khí từ bên ngoài sẽ đi bên trong ngôi nhà và thoát ra từ phía sau. Khi đặt cầu thang ở phía sau nhà, thì lưu thông không khí vào các tầng trên sẽ bị giảm, ảnh hưởng sức khỏe và may mắn của gia đình. Cách hóa giải, gia chủ xem xét bố trí cầu thang một nơi khác trong ngôi nhà vẫn đảm bảo hợp phong thủy. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến một số 4 lớn là 3 lỗi phong thủy về phòng khách. Một số sai lầm phong thủy về phòng khách mà gia chủ cần lưu ý để không bị mắc phải. Thứ nhất, chính là để phòng khách quá rộng trong ngôi nhà nhỏ. Phòng khách là không gian quan trọng trong ngôi nhà, là nơi mọi người gia đình gặp gỡ, sum họp và tương tác với nhau. Tuy nhiên, nếu xây dựng phòng khách quá rộng trong một ngôi nhà nhỏ, có thể tạo ra cảm giác lạnh lẽo và trống trải. Điều này không tốt về phong thủy. Cách hóa giải, gia chủ nên cân đối diện tích của phòng khách với không gian trong ngôi nhà, không nên xây dựng phòng khách quá rộng cũng như quá hẹp. Điều tiếp theo là đặt nhiều sofa. Theo phong thủy, việc đặt quá nhiều sofa trong phòng khách có thể gây ảnh hưởng xấu cho sự hài hòa, đầm ấm của cả gia đình. Cách hóa giải là dù phòng khách có diện tích lớn hay nhỏ, gia chủ chỉ nên đặt một bộ sofa hoàn chỉnh và duy nhất nhằm thể hiện ý nghĩa cả gia đình luôn đoàn kết, gắn bó và hài hòa với nhau. Và một điều sai lầm nữa là vị trí tài lộc không được để lộ ra ngoài. Vị trí tài lộc là đường chéo từ cửa ra vào với các góc tường trong phòng khách. Nếu vị trí này có xu hướng bị ẩn đi, trực tiếp nối thẳng với không gian khác, có thể dẫn đến mất mát tài lộc trong ngôi nhà. Cách hóa giải là chủ nhà nên trang trí chậu cây xanh hoặc tủ trưng bày trong không gian ngôi nhà. Việc này vừa giúp gia chủ có thể giữ tài khí, vừa tăng cường vượng khí, thu hút tài lộc tốt hơn. Ngoài ra, lựa chọn nội thất không phụ thuộc bản mệnh của gia chủ theo ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa hay thổ. Ví dụ, đối với các gia chủ mệnh hỏa, lựa chọn bố trí nội thất mệnh hỏa cần dựa theo màu sắc tương sinh của mệnh hỏa như đỏ, cam, tím, chất liệu nội thất gỗ, kiểu dáng thuôn dài đại diện cho mệnh hỏa. Còn bây giờ ta sẽ đến một số năm lớn là 3 lỗi phong thủy về nhà bếp. Nhà bếp đặt ở hướng Tây Bắc, đặt gương trong nhà bếp và bếp nằm gần đường ống nước chính là những lỗi phong thủy mà gia chủ thường mắc phải. Đầu tiên, đó chính là lỗi nhà bếp đặt ở hướng Tây Bắc.
Theo quan niệm phong thủy, việc xây nhà bếp hướng Tây Bắc gây ra hiện tượng hỏa chiếu thiên môn tất thổ huyết, hỏa thiêu thiên môn gia đạo bất hòa. Lúc này ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào thiên môn làm mất cân bằng năng lượng ngôi nhà, dẫn đến thành viên gia đình thường xuyên mâu thuẫn và cãi vã. Cách hóa giải, gia chủ nên xem xét đặt nhà bếp ở vị trí khác. Lỗi tiếp theo là đặt gương trong nhà bếp. Vì đặt gương nhà bếp không được khuyến khích thực hiện, đặc biệt là đặt ở bức tường phía sau bếp sẽ mang lại ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây gọi là hiện tượng thiên môn hỏa, khiến gia đình thường xuyên gặp nhiều điều xui xẻo trong cuộc sống. Cách hóa giải là để giải quyết vấn đề này, gia chủ nên thay đổi vị trí đặt gương ở không gian khác mà vẫn đảm bảo hợp phong thủy, hoặc vứt bỏ gương nếu không còn sử dụng. Và một lỗi nữa đó chính là bếp được đặt gần đường ống nước chính. Hỏa khí từ bếp gặp thủy khí từ đường ống nước sẽ tạo ra xung đột năng lượng, mất cân bằng phong thủy. Điều này khiến gia đình không được hòa thuận, hạnh phúc, đường tài lộc cũng không phát triển. Cách hóa giải là khi bố trí nội thất trong nhà bếp, gia chủ tránh đặt bếp bên cạnh hoặc đối diện với chậu rửa, ống nước, vòi nước, tủ lạnh hoặc các vật dụng khác đựng nhiều nước thuộc hành thủy trong ngũ hành. Vậy là tôi vừa chia sẻ quý vị một số những cái lỗi sai nghiêm trọng phong thủy nhà ở. Hy vọng quý vị cũng sẽ lưu ý vấn đề này. Ở video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho quý vị những lỗi nghiêm trọng mà chúng ta cũng rất cần quan tâm nhé. Nếu quý vị nhu cầu thiết kế và thi công thì đừng ngại liên hệ ngay Mắc Home qua hotline 092-774-8888, 092-556-4444. Đừng quên nhấn like, subscribe cho thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Thank you.